Chào thầy và các bạn. Hôm nay thì sẽ làm video clip hướng dẫn về bài tập 3 đã làm. Đó là bài tập 3 ứng dụng clip view, xây dựng ứng dụng thể hiện các ca sĩ yêu thích, ít nhất 5 ca sĩ. Mỗi ca sĩ có hình đại diện, bài hát, tên ca sĩ. Khi nhấn vào tên bài hát đó thì sẽ phát nhạc. Nhấn qua bài hát mới thì sẽ dừng bài hát cũ và phát bài hát mới. Và đây là chương trình mình đã tạo. Đầu tiên thì mình sẽ chèn nhạc của 5 ca sĩ đó trước. Đây là 5 bài hát mình đã chọn ở trên mạng. Tiếp đến thì mình sẽ chọn ra 5 cái hình này nè để chèn vào. Tại vì đề bài là yêu cầu 5 ca sĩ rồi sẽ có 5 bài hát nên mình sẽ ở đây mình cũng sẽ chọn 5 hình. Tiếp đến là mình sẽ qua phần layout. Đó là phần để thiết kế giao diện cho nó. Đây là phần layout mình đã làm. Thì như là bạn yêu cầu thì mình sử dụng clip view, ở đây thì mình sẽ tạo ra một cái layout để sử dụng clip view. Mình sử dụng reality layout. Đây, như các bạn đã thấy bên này hình. Còn đây mình sẽ qua tiếp theo là phần layout con. Chúng để hiển thị các tên bài hát với ca sĩ. Thì mình sử dụng clip view nên các bạn chỉ cần tạo một khung hình như vậy, là gồm có image view, là khung ảnh của ca sĩ, text view là tên của ca sĩ ấy, và tên bài hát cũng là text view luôn. Ở đây thì mình điều chỉnh độ dài, và thì image view ở đây mình sẽ gán cho nó là một cái ID để nữa mình sẽ theo qua phần Java sẽ gọi ra sử dụng cho nó dễ. Phần text view ở dưới cũng vậy. Ở đây là mình sẽ điều chỉnh là độ dài, độ rộng, kích cỡ chữ, cái là tên của cái này nè. Tiếp đến thì mình sẽ qua phần class. Đầu tiên thì mình sẽ vô file Java này. Ở đây tên Java thì mình tạo ra một những cái biến như vậy. Để nữa sẽ mình có thể gọi ra và chuyển đổi nó. Mình sẽ tên là ba cái biến này. Tên công suất, tên ca sĩ, tên bài hát với lại là hình ca sĩ. Đây. Tiếp đến thì mình sẽ qua phần song adapter. Thì đầu tiên mình sẽ tạo cho nó một cái database. Tiếp đến mình sẽ tạo constructor cho nó. Tiếp đến thì mình sẽ gọi ra cái layout con đã tạo. Con đã tạo phần bên này nè các bạn. Sau đó đưa layout vào cái convert view. Tiếp đến thì mình sẽ ánh xạ thông tin một cái biến mình đã tạo bên này, sau đó đưa qua phần layout con này. Đó. Đây, cái biến này mình đã nói với các bạn. Đây, đó ba biến này. Đó. Đến thì mình có phần chính là phần cái báo biến clip view, thì mình sẽ khai báo đó là cái LVTH ca sĩ array clip. Mình sẽ tạo ra một cái mảng, cái mảng này có những cái biến giống nhau như vậy. Ở đây mình sẽ khai báo biến là từ 1/1, 1/5. Thì vì yêu cầu đề bài là yêu cầu mình tạo ra 5 bài hát. Đây. Đó, 5 bài hát mình sẽ khai báo những biến là một từ 1/1, 1/5, sau đó mình sẽ gọi ra. Tiếp đến thì mình sẽ ánh xạ cái list view này vào đây, tạo ra một cái mảng đó để chứa nhạc. Đây, mảng chứa nhạc, sau đó mình sẽ gọi ra những cái tên bài hát mình đã tạo bên này, bài Crazy, Tình Đơn Phương, Những Khách Xa ở đây. Và kết nối với hành chính, layout con mảng và adapter lại với nhau. Đây, mình sẽ kết nối với lại cái layout bên này nè. Sau đó mình sẽ ánh xạ là mình gán á cái những cái biến, 5 cái biến đã tạo ở trên nè, đó mình sẽ gán vào những cái tên bài hát ở bên này. Đó, mình sẽ gọi adapter ra để cho việc chuyển đổi một khi các bạn ấn vào bài này rồi sẽ qua bài khác. Rồi tiếp đến sẽ mình sẽ là một phần là bắt sự kiện. Ở đây thì mình sẽ gọi ra một cái list view, khi ấn vào bài hát một
thì tất cả những bài hát sau sẽ dừng lại. Một khi ấn bài hát 2 thì tất cả những bài hát 2, 3, 4, 5 cũng dừng lại. Đó, tương tự 5 bài như vậy. Sau đây thì mình sẽ khởi động chương trình để chạy thử. Các bạn thông cảm nó đang đưa. À, nãy mình chưa do mình chưa clear cái chương trình cũ cho nên nó còn hơi lắc lắc. Đây, mình sẽ ấn thử. Đó. Khi bắt mặt tên Garrett thì nhạc sẽ phát lên. Tiếp đến thì mình sẽ ấn vào cái bài của Off Hàn, đúng là Tình Thâu Xuất Xa chẳng hạn. Thì bài này có nhạc nền các bạn chịu khó đồng tí. Đó. Không, chuyện bài của mình đến đây là cảm ơn các bạn đã lắng nghe.